Vương. Giờ chỉ có lên cấp. Trời ơi, cho thêm con hóa lạnh mạnh. Giờ cũng hơn cách hơn cách xuân gia và con xuân gia. Dạ. Cũng sống được lâu rồi. Một tướng một vàng nha, hai vàng tất nhiên còn không cắt Sylvia ở nhân chơi ha. Con chay ba ngon. Giờ chỉ có lên cấp tiếp thôi nè. Lên cấp cho con Na Sốt vàng. Con lên cấp 9 thì nó không lai à được đâu. Cấp này thì tôi sẽ không lên đánh ở đây nhiều, lên cấp ấy, đánh ở đây khó, đánh ở đây chỉ cần nạp cái gì con này lấy được lấy lõi này, không có ai cái gì cũng lồn không á. Từ chiều giờ tôi thua thật, tôi toàn thua ở đây à. Xin ra bị tăng mana lên rồi. Vài đồ chuẩn đây được. Nhờ không đánh ở đây được, có đánh cấp đấy là con chưa ra đấy, con quên ra con. Trong đời miếng con này con cô con thôi không quan trọng lên ba sao, con này không quan trọng mà mình cũng không ra đen đấy. Có lên 9 nữa. 9 Raya được không? Được rồi.
tổ lâu rồi. Thôi nữa. Này thêm chí mạng. Không cần thêm vẫn nói hình không? Như này xong rồi thêm số lượng tướng nữa, thêm họa vào hay sao, xem gì rồng mà. Không biết thêm gì nhỉ, thêm rồng hoặc họa nó là Smolder đi ha. Chụp đen ra đây là bóng trơn. Cái này cũng vừa. Cái này lại đây. Mình muốn ở đây mình kiếm được một con Raya à. Mà đây là hơi xui đó. Dây không mất máu rồi. Ơi mất ba máu là chết luôn á. Shit. Đó. Kiếm đi ha. Không chỉ đây. Nó rôn hả?
đâu trời. Nó chỉ có ma thuật thôi à. Vì đây cũng là rau cuối. Nice try, nice try. Cố lắm rồi.